Thưa chú, chồng cháu đã học lớp 2, nhưng mỗi lần nhận năng lượng của chú lại bị chảy nước mắt. Là tại sao hả chú? Tại vì còn nhiều điều ấm ức á, nhiều điều nói là không được rồi nó tức khóc là nó chơi thôi chứ không phải thế đâu. Vì trong cái cơ thể của chúng ta đôi lúc những cái hệ thần kinh nó làm việc chưa có được ổn định, ví dụ như là tự nhiên cái nước mắt của nó rơi ra mà không có bị tác động bởi lý do gì hết, đúng giờ đó tự nhiên cái rơi nước mắt à. Rồi đôi lúc bị thời tiết khí hậu, rồi bị allergy, bị phản ứng bởi bông hoa này, cái nhiều thứ tức lắm. Một số anh chị em có cho chú biết là trong một khoảng thời gian nào đó cái xiền tàn đó nó sẽ chấm dứt trở lại. Khi cơ thể của chúng ta nó được quân bình thì những cái hình thức như là một số người bị chảy nước mắt, rồi một số người bị khó thở, bị ngứa vân vân nhiều lắm, rồi từ từ một thời gian thì nó sẽ quân bình trở lại. Cái đó cũng không phải là cái hiện tượng gì đặc biệt đâu, để yên tâm chỉ cần cố gắng tập cho đúng một thời gian nào đó thì nó sẽ hết, hoặc là mới bước lên lớp 3 thì hết rồi. Lớp 3 cái phần năng lượng hiệu quả hơn, nó điều chỉnh cơ thể chúng ta một cách gọi là tinh tế hơn, thì những cái trạng thái bệnh tật nó sẽ được giảm đi, không còn cái sự mà đau đớn nhiều. Rồi những chị em cô bác bị xương khớp, rồi tất cả những hệ thần kinh từ từ nó được thuyên giảm và ổn định cái trạng thái sức khỏe trở lại rất nhanh. Dạ, cảm ơn chú ạ. Kiều Anh ơi, con dịch nhé. Dạ. We have a question here that say, my husband has completed level 2 energy, but every time he receives energy from Mr. Lee, he start to tears up. And Mr. Lee explained that sometimes in our body, the neural systems have not been stabilized. And so sometimes people, when they come in to receive energy or at a certain time of the day or whatever, they start to have these reaction without any particular factor, without any particular reason. Now it could be that is an allergy, it's a reaction, it's a response, etc. But whatever it is, the more that you practice and the longer that you practice energy, you'll find that it will start to stabilize after a while, because people do come up to me and report back results with these sort of things. They see that they tears up all the time, they feels really itchy all the time, or they have an allergy, etc. But after they practice for a while, all of these conditions or reactions would just stop. Or you can certainly participate in the in level 3, and then when the energy frequency is adjusted to a high frequency, then it can also helps to reduce the illnesses or the conditions that you have.